Đấy, trời. Đây, bây giờ bắt đầu chúng ta xuống bếp nữa, xem nị bữa nay nị nấu gì đây. Ồ, thịt muối hả? Đâu có, thịt kia nó cho cái độ. Có chuyện gì, có chuyện gì? Máy bay không bay được. Máy bay không bay được hả? Mưa sao máy bay bay được không? Rồi, hồi nó ba giải quyết cho máy bay bay được. Mưa rồi. Người đồng cho máy bay giấy không bà cô chú? Chào bà cô chú chưa, chào bà cô chú chưa quên nữa. Nè, chào bà cô chú nè. Đâu? Quay lên đấy. Đâu rồi? Không. Cái chất quá cơ chứ. Chả kiếm gì á. Kiếm gì nữa vậy? Không ai mà cười hả? Chào, chào bà cô chú em. Con chào bà cô chú. Không làm gì hả? Không ai mà cười gì nè. Không ai mà cười hả? Biết lột không á? Rồi. Rồi nị chiên không cắt nhỏ ra, chiên nị chín không? Hai luộc sơ rồi. Hai luộc sơ rồi. Để vô một lần đi cho nó văng một lần hay để tiêu thêm vô. Đổ. Nổ đi. Để thêm hột tiêu vô. Tiêu hột đâu? Tiêu hột chứ gì chứ? Đúng là quay phim nị nấu ăn không có yên luôn á, như phim hành động. Như phim hành động vậy trời, như anh Chí nói vậy. Anh phải lăn xăng tìm công cụ chống đỡ. Bữa có anh nào nói em vụng về thì đúng là em vụng về thiệt. Quá à. Trước giờ em có làm đâu, trước giờ em có làm đâu mà em không vụng về thì từ từ làm mới lên tay chứ. À, bữa nay là ngày đám giỗ của người bác đó, nên thành ra nhà làm mấy món đơn giản để cúng tưởng nhớ tới bác vậy thôi, chứ mùa dịch này thì không có khách khứa, cũng không có làm gì cầu kỳ hết. À, đây là cái nồi nồi áp suất từ thời xưa tới bây giờ này, không bảo đảm là ít, có thể nói là không có không có đụng hàng luôn á. À, nhưng mà thích thích cái nồi này. Bánh mì nướng bơ nị nướng hả? Trời ơi, nị bố trí bánh mì cũng bắt mắt ghê á. Rồi từ khâu cắt bánh mì cho tới khâu bố trí bánh mì nè. Trời ơi, nhìn mắt mắt hấp dẫn thiệt á, không thể tin được. Cũng giòn chứ bộ, gấp ra thử coi sao. Nhưng mà sao nó không có khô như là em để này bơ hơi nhiều nên nó còn nước chả 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 chả. Bánh mì nó không đặc ruột, bánh mì trứng lòng đào, bánh mì rồi cái này bánh mì bơ chả. Rồi cái này cái miếng này cắt đẹp cái nè. Rồi củ cải khoai tây nhìn là biết ai gọt rồi đó. Bữa nay thì chị Hai đi làm rồi, bữa nay tới tới phiên chị Hai trực tại công ty nên mì ở nhà lo mấy món này. Mấy cái giá đâu mà nó tặng hoa ăn hả? Cái vườn mà ta rồi đừng nhắc nữa, nấu canh cải mà thành như cải kho, hồi bữa này mà để muối quá trời. Nó hầm cái đuôi bò này hầm vài tiếng thôi là nó mềm mới liền, rồi này nấu khoảng 15 phút nữa thôi là khoai tây với lại cà rốt nó mềm. Các bạn thêm miếng nước nữa, các bạn thêm miếng nước nữa. Mình không về được cái gì, nếu mà nó chết xong mà nó có là nó quay lại là phải về luôn. Không có đâu. Tình hình anh Long đang cập nhật tình hình quê nhà thành phố Thủ Đức. Ở bên đó là cái gì? Bên đó đang chích vaccine hả? Đang chích ngừa hả? Giờ còn lớp cái miệng nó mỏng quá nè. Nó không có đặt ruột nên nó nào thứ lúc này đem phải công tác bắt cắt hành chứ, tôi muốn ngào cũng bắt cắt hành chứ trời, đầu để lát xào.
mỗi năm ngày này là má làm cúng lúc 11 giờ, nhưng mà năm nay đi đảm nhiệm cúng lúc 4 giờ cho ông bà đồ khách mời rồi ngồi chờ mỏi mòn từ 11 giờ tới bây giờ hết trận mưa luôn. Nó mọi lần là năm nào tao ăn cũng ăn 11 giờ, má thì cho 11 giờ, giờ má thì đi vậy. Má ngồi bàn thờ nó cũng nhảy dựng luôn. Ngồi bàn thờ nó cũng khổ. Ở bữa nay là nấu hai món hả nè? Lá món xào nữa. Thịt chiên với củ cà rốt hầm với món xào nữa hả? Nó xôi thịt chiên mà chín chưa? Hồi đi quay phim nỉ ăn là phải đem theo khăn giấy, đem theo khẩu trang gì được. Thôi nó nổ. Em thấy cái mũi em hay không? Sáng ngã xì quá trời, trưa mưa quá trời luôn. Sau khi nấu một hồi thì cà rốt khoai tây nó cũng mềm rồi. Đó, mình đợi chút xíu nữa rồi múc ra để hành đồ tiêu đồ là xong. Đó, cái nồi nóng dữ lắm nha. Đó, bây giờ tới cái này nãy là phải đổi phương án, đổi cái chảo thôi, chảo không dính mới được. Đừng có để thui nha. Trời, nó văng. Rồi bây giờ mình múc ra tô nha. Rồi, múc múc vừa vừa thôi, có nước có cái. Còn hầm nó cũng gục ra luôn á chứ không giỡn đâu. Cái đuôi bò mà giờ nó con bò nó không nhận cái đuôi nó luôn á. Rồi. Rồi nhìn cũng hấp dẫn chứ ha. Rồi được rồi. Thịt lóc giấy báo này để họ có nhiễu nhão thì lao cho nó lẹ nó tiện. Có thấy tìm không? Thấy tìm không? Rồi thấy rồi. Và tiếp theo là món món xào. Món này xào thì không có thịt thôi. Xào với lại khoai tây cà rốt. Su hào. Cái su hào hay là su su? Mì gọt mà này không biết luôn. Hình như là su hào á, su su là trái kia chứ này. Có tỏi chưa đập ra không? Không, mình không đập tỏi nữa. Để nguyên bét rồi. Đập tỏi hoài giống mấy kia trước. Lại nó khác với trước lúc nào vô cũng đập tỏi đập hành. Em chỉ là camera thôi. Trời ơi, nhiều khi hả camera là phải nhào vô. Đây có luôn đúng không? Thôi con dế. Cái gì? Bỏ vô hết luôn nha. Rồi. Cái này không bỏ hết để hoài sống à. Chạy miếng nước, chạy miếng nước, chạy miếng nước. Trên, trộn đều đi, trộn đều. Đều dầu đi. Rồi chuyên gia nấu ăn cũng. Trộn miếng nước là chẳng khác là nấu canh bà đấy rồi. Trộn miếng nước ít ít một xíu. Cái bà cái này nó bự quá nè, quên cắt nhỏ nè. Trời ơi, còn nửa củ nữa chứ. Nửa khỉ, nửa miếng. Mấy người bác vừa đợi từ gọt giờ tới giờ mà khi mà xong rồi mới ăn có nổi không? Nổi xong nổi. Nhưng mà hình thức nó không đẹp thôi chứ mùi vị cũng ok chứ bộ. Trời ơi, cái này người quen coi chắc lộn hổ. Tính chứ có bác thì coi. Má thì là công ty. Chị Bảy là khỏi nói rồi. Công chí là khỏi nói rồi. Khi mà xem thì Hi cũng nóng máu. Nhưng mà chị Bảy lột trứng là như thế. Con chút quá phải gọi cho này đi. Thôi mà ức chế nữa. Huống gì người quay phim.
thành phẩm tiếp theo. Hồi này phải lấy cái dao gì nó bén bén tí, dao này nó phải đổi cái dao mỏng này mới được nè. Cắt thịt là phải lấy dao mỏng, rồi nào chặt mới lấy dao dày. Hồi mà sắc miếng nào không mấy tổ bố luôn cái trời. Được chưa? Được rồi. Nhìn cho nó cân đối. Thôi da mình da thật đi, thật đi. Là nó chiên da giòn đó. Ừ, đậm. Thôi chừng ngón tay chặt. Giờ món này giờ thịt này phải luộc trước. Hồi chiên nó không có chín kịp, nó không chín tới giữa đâu. Mình mỗi lần chiên không có luộc. Mà chừng ngón tay đó, tưởng đâu cái bao ni lông khứa luôn thành khúc nữa. Sao khúc này kỳ nữa. Đúng không, không phải nói với có nhiều người coi em nấu ăn chứ người ta cũng ứa lắm á. Rúa ghê. Nóng máu. Bởi nhiều dislike là gì. Trời, thông cảm đi. Lần lâu lâu mới vô bếp, phải vô hoài đó. Nói chung đám giỗ mùa này thì chỉ làm sơ sơ như vậy thôi. Chứ cục này dày quá. Điều kiện giờ dịch bệnh thì nhà nào cũng khó khăn hết trơn. Bất tiện trong việc đi lại, rồi bất tiện trong việc mua sắm. Ăn thì ăn cái gì cũng được. Không đến nỗi nào. Rồi bị tù túng á, khó chịu lắm. Nói thì thích nghi vậy thôi chứ cũng khó chịu. Nhớ lắm những con đường, những ngõ hẻm. Hàng cây xanh mát. Trời ơi trời. Làm thơ luôn á, ghê không? Anh ơi, chắc còn xào được rồi anh. Nhìn đẹp mắt chưa, ổn ổn rồi đó. Rồi món thứ ba là cái món này á, là Niệm phải để vô cái dĩa nó nhỏ thôi. Rồi rắc miếng hành tiêu, trời ơi, ghim hành nữa là hành thần hoa nữa. Hành chiêu phong, làm chiêu phong này. Hành hoa này, rồi bỏ hành xanh vô, hành lá vô. Rồi xong. Đó, rồi xong món thứ ba. Và cuối cùng cũng xong. Này dọn lên. Ủa cái đồ cầm nhang cái này ơi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video clip tiếp theo. Cò rí sừng mắt kìa. Ồ. Đồng với ba mọi con chuối đồng. Nãy giờ làm gì vậy? Nãy giờ làm gì vậy? Nãy giờ làm gì? Nói đàng hoàng coi. Nè, bay bà cô chú nè. Tôi hỏi ngoại đi. Nè, bay bà cô chú nè. Con có con cháu. Bây giờ mình làm cái gì đây? Cúng. Giờ mình đi chọn gì không? Lại ông kìa. Lại ông lại ông đi. Nếu mà không có cái dịch bệnh này thì cái việc cúng cũng trở nên đầy đủ hơn, rồi đồ cúng cũng đầy đủ hơn, với lại không có má nữa ra cũng thiếu thốn, cũng cho qua cái đợt này, rồi năm sau tính tiếp. Năm sau hy vọng là sẽ thay đổi hơn, đầy đủ hơn. Giờ này đang dọn dẹp chiến trường, rửa chén bát. Cái gì xu, xu đẹp cặp đâu xu. Cả
gì tới 4 con dao vậy chị? Làm xíu mà dao búa quá trời. Ừ.